Mến chào quý vị và các bạn, rất vui khi được quý vị các bạn ghé thăm kênh của mình. Hôm nay mình làm cái clip tại điểm bán cây kiểng Ngọc Tính, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, để gửi đến quý vị và các bạn có nhu cầu giao lưu cây kiểng trên toàn quốc. Rồi mình sẽ vào nhà chỗ anh Tính nha quý vị. Rồi chào anh Tính, chào tất cả các anh em đang xem kênh. Hôm nay cũng là ngày 2 tháng 1 năm mới nha. Mình cũng tại bãi kiển Ngọc Tính này, mình tính xin được giao lưu cùng anh em một số bông trang để về chơi Tết Tết ta mình nha. Rồi. Đầu tiên là cặp trang vàng số 1 nha anh em. Trang vàng số 1 cái này bụi nha. Nó có chiều cao là 50. Tán ngang là 50 luôn. Cái trang này là anh em chơi Tết là đúng Tết luôn nha anh em, nụ rất nhiều luôn nha. Rồi này đúng Tết luôn à, nụ dữ lắm, nụ luôn. Đây nụ ẩn trong lá luôn. Cặp này mình giao lưu với anh em giá là chỉ 700k bao ship toàn quốc cho cặp trang vàng số 1 nha. Rồi. Đây có mã số 1. Tới nhà luôn ha. Bao ship tới nhà luôn. Rồi dạng bụi á anh. Dạng bụi. Rồi. Đổi. Tết là được gỡ luôn. Rồi cặp số 2 cũng là cặp trang vàng lá nhỏ luôn nha. Có mã số là số 2 nha anh em. Số 2. Rồi cặp này đó là cũng nở một số nhưng một số cũng vẫn còn nha. Đây. Cặp này mình cũng giao lưu với anh em giá là 700k bao ship là toàn quốc nha. Mình cái chiều cao nó cũng tương đối từ 50 đó anh em. Đúng Tết ha. Đúng Tết. Lai gai hoài. Lai gai bông này nở lâu tàn nha. Dạ. Đây. Nụ rất nhiều luôn. Rồi. Cặp số 2. Cặp số 2. Cặp số 3 cũng là trang vàng lá nhỏ. Lá nhỏ luôn, bụi luôn. Số 3, số 3 thì nhỏ quá. Cặp số 3 nha. Cặp số 3. Cặp số 3 cũng là, rồi chiều cao cũng là 50 luôn. Cặp này cũng là chơi Tết được luôn nha anh em. Nụ này rất vừa luôn. Này cũng giao lưu với anh em giá là 700k bao ship toàn quốc nha. Cặp trang vàng số 3. Chậm thôi. Rồi, nụ rất nhiều luôn nha. Nụ này dữ lắm à. Rồi. Cặp số 4 là trang đỏ lá nhỏ nha. Tới trang đỏ. Trang đỏ lá nhỏ, nụ cái này cũng rất nhiều luôn, nụ dày đặc luôn, nụ này là chơi đúng Tết luôn. Nên rồi. Rồi, nụ rất nhiều. Wow. Có chiều cao cũng là 50, tán ngang cũng là 40 đến 45. Này bụi nha, chứ không phải một cốt nha anh em. Nhưng mà bông rất nhiều nha. Này cũng giao lưu anh em giá là 700k bao ship toàn quốc cho cặp số 4. Cặp số 5 nha anh em. Số 5 cho cặp trang đỏ lá nhỏ nha. Rồi cái này chiều cao cũng là 55. Okay, cặp này cũng giao lưu với anh em giá là 700k bao ship toàn quốc, nụ rất nhiều luôn. Này nở là đúng Tết luôn. Rồi cặp này cũng giao lưu với anh em giá là 700k bao ship toàn quốc nha. Số điện thoại của mình là 0988166499 nha. Nhầm tí. Rồi nụ rất nhiều luôn em. Bụi. Tiếp tục là số 7 là một cây hồng phấn lá nhỏ nha anh em. Tàn thông luôn. Cây ha. Có chiều cao là 70. Hồng phấn lá nhỏ. Rồi tán ngang nó chỉ có 35 thôi. Quanh thì được 8,5. Cây này giao lưu với anh em giá là 450k bao ship toàn quốc nha. Có cây mai luôn hay gì? Có khuyến mãi cây mai luôn. Này trồng để gì luôn, nó lên có cây mai luôn. Rồi. Rồi một cây hồng phấn lá nhỏ luôn. Rồi chiều cao cũng là 55. Cây này cũng giao lưu với anh em giá là 450k nha.
bao ship toàn quốc. Cây này nhỏ nhưng mà có đế nha anh em, đế quái luôn. Mã số 8. Rồi số 9 cũng là cây hồng phấn lá nhỏ luôn. Cái này hơi nhỏ, hoành hơi nhỏ nhưng mà có đế. Rồi hoành chỉ có 6 rưỡi thôi. Cây này giao lưu anh em giá chỉ 400 thôi, bao ship toàn quốc. Bông tết nữa ha. Bông tết luôn, bông này vừa tết luôn. Rồi. Đây, cây này lớn nha. Cây này cũng là một cây hồng phấn lá nhỏ nha anh em. Cây này to, cây vừa rồi. Cây này mình giao lưu với anh em giá là 450k bao ship toàn quốc nha. Tán ngang là 35 cho cây hồng phấn lá nhỏ nha anh em. Có mã số là 11. Quành này chỉ có 6 gữ thôi. Cây này giao lưu với anh em giá là 450k bao ship toàn quốc nha. Rồi đổi cây. Đây cũng là một cây hồng phấn lá nhỏ luôn. Mã số 12, cây này cũng giao lưu với anh em giá là 450k luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, cây đi. 350 thôi. Rồi, cây này hồng phấn lá nhỏ luôn. Cây này nụ nó còn ẵn trong đây rất nhiều nha, bông cũng nhiều nha anh em. Cây này hơi nhỏ. Khuyến mãi luôn, cây này 350k thôi. 300 thôi. Rồi. 300. 300 cho một cây hồng phấn có mã số là 13. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc luôn. Số điện thoại mình là 0988166499. Rồi đây là cây hồng phấn lá nhỏ luôn nha. Có mã số là 14, cây này giao lưu với em giá là 450k. Tết luôn ha, bông tết ha. Bông tết luôn, cây nhỏ nhưng mà gốc cũng lớn nha anh em. Cho lưng kìa. Rồi quanh này tới 8 gữ nè. 8. Một cây hồng phấn là nhỏ luôn nha anh em. Tàn thông luôn, đẹp luôn. Quanh này cũng tương đối là 8 đó. Cây này cũng giao lưu với anh em giá là 450k. Này bứng bầu do tại cái này nó nằm cặp bức tường hay gì nè. Rồi, cái này có đế rồi anh em ơi, 500k. Rồi, cây này đẹp nha anh em, đế đẹp luôn. Hồng phấn lá nhỏ luôn, chiều cao là 60. Cây này hoành tới 10 gữ đó. Cây này 500k. Bao ship toàn quốc nha. Cây này đẹp luôn nè. Nhỏ nhưng mà đẹp nha. Rồi, cây hồng phấn lá nhỏ luôn. Có mã số là 17. Chiều cao là 53. Rồi, tàn thông luôn. Này tán ngang thì khoảng 30 đến 35. Rồi, 35. Quanh là 10. Giá 450k thôi, bao ship toàn quốc. Cây hồng phấn lá nhỏ luôn. Cây này hoành cũng tương đối rồi. Cây này giao lưu đem giá là 400k. Sờ cái hoành cái hoành 8 gữ. Rồi một cây trang vàng có mã số là 19. Tán ngang là 65 60. Đây tàn thông luôn, ngủ rất nhiều nha. Cây này chơi là đúng tết luôn. Cây này giao luôn với anh em giá là 550k thôi, bao ship toàn quốc.
cây này hoành nhỏ nha anh em, cây này giao lưu với anh em giá là 400k thôi, bao ship toàn quốc. Có mã số 20. Rồi cây trang vàng lá nhỏ luôn. Mã số 21. Chiều cao là 77. Rồi tán ngang là 50. 45, tán ngang 45. Cây này giao lưu với anh em giá cũng là 400k thôi, bao ship toàn quốc. Cho cái trang vàng lá nhỏ. Cây trang vàng lá nhỏ luôn nha anh em. Mã số là 22. Có chiều cao là 80. Cây này có nụ nha, nụ nhỏ hẳn trong nha anh em. Cây này giao lưu với anh em giá cũng 400 thôi, bao ship toàn quốc. Okay. Trang vàng lá nhỏ có mã số là 23. Chiều cao là 85. Cây này cũng giao lưu với anh em giá 400k, bao ship toàn quốc. Đúng. Cây trang vàng lá nhỏ luôn nha anh em. Chiều cao là 70. Tán ngang là 40. Cái hoành. Rồi hoành chính gỡ chính. Cái này giao lưu với anh em giá 400k đi. Bao chiếc cầu quất này đủ rất nhiều. Cây này đủ nhiều. Rồi xuống. Rồi cây này giao lưu với em giá khoảng phân. Cây này giao lưu, cây này nhỏ 300k thôi. Mã số 25, cây trang vàng lá nhỏ có giá 300k, bao ship toàn quốc. Xuống. Tiếp tục là một cây trang vàng lá nhỏ thành không, mã số là 26. Chiều cao là 82. Tán ngang là 49. Hoành là 9,5 nha. Cái này giao lưu với anh em giá là 450k. Bao ship toàn quốc luôn nha anh em, số điện thoại mình là 0988166499. Ok. Rồi cái này một cây tím sen nha. Này duy nhất chỉ con cây phải không? 3 cây. Tím sen này có 3 cây nha. Chẳng tàn. Tàn thông đẹp luôn. Chiều cao là 67. Cây này đẹp. Cây này giao lưu với anh em giá là... Để coi cái quạt cái đây. Rồi 450k thôi. Bao ship toàn quốc. Rồi cây này đồng giá cây vừa rồi luôn em ơi. Cây này nhỏ nhưng mà tàn đều đẹp hơn. 450k luôn, bao ship toàn quốc. Cây này nhỏ đẹp luôn. Cây tiếp tục là cây tím sen luôn. Ok, sao mà cây hồng phấn, hồng phấn. Cây đó là tím sen. Rồi cây tím sen, hồng phấn. Có hồng phấn có mã số là 29. Cái này đẹp nha. Chiều cao là 45. Tán ngang là 35. Hoành là 10 gỡ. Rồi cái này giao lưu với anh em giá là 400k thôi, bao ship toàn quốc. Rồi, cái này là cây trang cam nha anh em. Duy nhất trong này chỉ có một cây thôi nha. Trang cam hay trang đỏ không? Trang đỏ. Đỏ, đỏ chứ không phải cam, trang này trang đỏ rồi. Trang đỏ. Rồi chiều cao là 85. Tán ngang nó là 43. Cây này giao lưu với anh em giá là 400k, bao ship toàn quốc. Cho cây trang đỏ lá nhỏ nụ còn ẵn trong rất nhiều nha anh em. Xuống cây.
Máy đây. Rồi, cái gì đây? Cây số 31 là một cây hồng phấn. Lá nhỏ, tàn dù. Ừ, có chiều cao là 90. Tàn ngang này là 75 nha anh em. Phát thanh là 45, đế khủng luôn. Cây này giao lưu với anh em giá là 1.3 triệu, bao ship là toàn quốc nha. Cây mã số 32. 31, có mã số là 31. Đế cuộn cuộn luôn. Rồi. Rồi, 32 là cây Ngọc Trân Châu. Đây, Ngọc Trân Châu lô này có 5 cây Ngọc Trân Châu nha. Chiều cao là 80. Ngọc Trân Châu. Bông xanh trái tím nha anh em. Cái này, cây này mình giao lưu với anh em giá là 550k thôi, bao ship toàn quốc. Trời đổi. Xuống đây. Rồi, cây này đồng giá luôn nha anh em. 550k bao ship toàn quốc cho cây Ngọc Tân Châu nha. Rồi, xuống cây. Rồi, cây cũng này Ngọc Tân Châu lên em. Có mã số là 33. 34. Giá cũng 550k bao ship toàn quốc luôn. Đúng. 35. 35. Hết luôn không? Còn cây đó cây 35. Cây 35 là cây cũng là cây Ngọc Trân Châu luôn. Đồng giá luôn 550k luôn. Đây cái bông ở đây. Trái ở đây. Trái đây bông màu xanh. Trái trái kêu chín là màu xanh. Trái chín gọi là màu tím. Cây này là 550k luôn. Rồi cây còn cây 37 anh em ơi. Rồi xuống luôn, xuống luôn. Ăn luôn đi. Phương ăn thử trái luôn rồi nha. Cây 37 đó. Cây 37 là cây năng lượng. Cây năng lượng nha, cây này giờ là bán sao này, bán sao không? Rồi khuyến mãi nhiêu đây? Cây này khuyến mãi 300k thôi. Rồi 300k bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc luôn. Cây này cũng là cây cuối cùng trong ngày clip của ngày hôm nay nha anh em. Rồi. Rồi, mình cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong những clip vừa qua nha. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha. Rồi, xin mến chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại vào clip sau.